Hello, xin chào các bạn. Hiện tại thì Hồng Nhi đang có mặt tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Honor. Và ngày hôm nay thì nhà sản xuất Honor đã ra mắt rất là nhiều những cái sản phẩm trong hệ sinh thái của mình, ví dụ như là smartphone nè, thiết bị đeo tay, rồi đồng hồ thông minh, laptop vân vân, rất là nhiều. Nhưng mà trong đó thì mình ấn tượng nhất đó là chiếc smartphone mới, đó là Honor 9X. Và bây giờ thì mình sẽ chơi tay nhanh cũng như là có những cái trải nghiệm, những cái đánh giá nhanh để gửi đến các bạn nhé. Đầu tiên khi mình nhìn thiết kế thì chúng ta sẽ có một cái mặt lưng khá là bóng bẩy. Thì cái mặt lưng bóng bẩy thì nó cũng không có gì là mới lạ so với những chiếc smartphone năm 2019. Nhưng mà khi mà các bạn nhìn kỹ á, thì chúng ta sẽ có những cái phản chiếu ánh sáng có hình chữ X. Chữ X ở phía mặt lưng như thế này thì đây là đại diện cho cái dòng X của Honor. Ok, nói về màn hình thì chúng ta sẽ có một cái màn hình rất là lớn. Cụ thể đó là 6.59 inch với tỷ lệ màn hình là 19.59, độ phân giải là 1080x2340. Và các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái màn hình tròn vẹn luôn, chứ không có bị che bởi tai thỏ hay là màn hình giọt nước, giọt sương gì cả. Bởi vì phần camera selfie thì đã được làm camera pop-up ở phía trên này. Đó, cho nên chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị rất là lớn để chúng ta có thể thoải mái giải trí, xem phim, lướt web. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có 3 nút điều hướng được đặt ở bên trong màn hình luôn. Ở phía cạnh dưới thì chúng ta sẽ có jack cắm 3.5mm nè, rồi cổng sạc Type-C, mic thoại ra ngoài. Ở phía bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn và nút tăng giảm âm lượng. Ở cạnh trên thì chúng ta sẽ có nơi để đặt thẻ SIM và thẻ nhớ cũng như là camera pop-up mà mình đã giới thiệu với các bạn lúc nãy đó. Và bên trái thì chúng ta sẽ có một cái cạnh trơn không có gì đặc biệt hết. Và sản phẩm mình đang cầm trên tay là sản phẩm màu xanh. Và ngày hôm nay thì chúng ta còn có một cái phải sản phẩm màu đen nữa. Nhưng mà mình thấy màu đen nó khá là bám vân tay, cho nên là mình đã lựa chọn màu xanh để trên tay cho các bạn. Tuy nhiên thì cũng bám vân tay không kém. Mà thường thì với những chiếc smartphone thì chúng ta hay dùng ốp lưng thì cái việc bám vân tay thì nó cũng không có ảnh hưởng quá nhiều. Có một cái điều mình không có thích lắm ở chiếc điện thoại Honor 9X này, đó là cái cảm biến vân tay thì được đặt ở mặt lưng thì nó làm chiếm diện tích và nó tạo cho cái cảm giác trải nghiệm của mình nó bị không có liền mạch á, bởi vì những cái chữ X này nó bị khuyết một lỗ ở đây để đặt vân tay. Cho nên nếu như mà vân tay được đặt bên trong màn hình hoặc là đặt ở bên hông thì mình nghĩ là nó sẽ hoàn hảo hơn. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có một cái cụm 3 camera với độ phân giải lần lượt là 48 MP, đó là ống kính chính, một ống kính góc rộng là 8 MP và một ống kính để chúng ta đo độ sâu trường ảnh với độ phân giải là 2 MP. Nói về cấu hình thì máy chạy trên chip Kirin 710F. Phiên bản mình đang cầm trên tay đó là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Tuy nhiên thì các bạn có thể nâng cấp bộ nhớ lên tới là 512GB. Thì mình nghĩ là với một cái dung lượng mở rộng như thế này thì sẽ đủ để cho các bạn lưu trữ những thước phim cũng như là những thứ mà mình yêu thích, phim, ảnh, các thứ bla bla bla. Nói chung là có thể lưu trữ được rất là nhiều. Máy được chạy trên Android 9.0 và EMUI 9.1. Và có thể là sẽ được nâng cấp trong tương lai nữa. Bên cạnh đó thì máy còn sở hữu một viên pin khá là ổn với dung lượng là 4000mAh. Nhưng mà mình nghĩ là với 4000 thì sẽ đủ để cho các bạn sử dụng cơ bản một ngày. Còn với những bạn mà chơi game nhiều hoặc là lướt web online liên tục á, thì mình nghĩ là sẽ không có đủ. Nhưng mà sản phẩm này cũng sẽ được tích hợp sạc nhanh luôn, cho nên là chúng ta cũng không có cần lo ngại về vấn đề đó. Nói về camera thì chúng ta sẽ có một cái giao diện cũng khá là đơn giản và dễ sử dụng. Tuy nhiên thì nó cũng không phải là kiểu đẹp lắm. Và chúng ta sẽ có được rất là nhiều những cái chế độ chụp, ví dụ như là chụp xóa phông, chụp góc rộng, rồi sẽ có tích hợp AI để chúng ta có thể chụp được những bức ảnh trong nhiều điều kiện khác nhau. Camera selfie thì chúng ta sẽ có một cái camera pop-up và sẽ được tích hợp chế độ AI với rất là nhiều độ làm đẹp. Thì thường thì với những cái chế độ này thì mình chỉ dùng khoảng tầm 3-4 thôi thì nó đã rất là đẹp rồi. Tại vì dùng 9-10 thì nó rất là ảo, nhìn rất là giả. Cho nên là mình khuyên các bạn là nếu các bạn có dùng chế độ này á, thì chúng ta chỉ dùng khoảng 3-4 thôi để có thể đánh lừa được nhân cư mạng là mình sẽ da mịn nè, mắt to rồi mặt thon, son đỏ, nói chung là rất là đẹp. Đó, cho nên là chụp xong là post lên Facebook liền luôn, không cần phải qua app chỉnh sửa, không cần phải Photoshop, bởi vì máy đã làm sẵn cho chúng ta hết rồi. Và hồi nãy tại sự kiện thì mình cũng đã có chụp thử một vài bức ảnh. Thì theo như đánh giá ban đầu của mình, khi mà lần đầu tiên trải nghiệm máy thì mình thấy là tốc độ chụp nè, cũng như là nét khá là nhanh. Và chúng ta có thêm một cái nữa, đó là lựa chọn chế độ khẩu độ. Thì ví dụ như các bạn chụp ảnh nhóm 5-6 người đi, thì khi mà các bạn lúc chụp thì các bạn có thể chọn người A, nhưng mà khi mà xem ảnh lại thì chúng ta có thể chọn focus vào người B hoặc là người C, thì sẽ cho ra một cái sản phẩm cuối cùng, tức là chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn. Thì cái này mình thấy khá là hay. Ví dụ như trong trường hợp mà mình chụp phong cảnh đi, mình muốn lấy nét vào chỗ này nhưng mà khi về nhà mình thấy cái chỗ kia nó hay hơn, thì mình có thể chọn focus vào cái chỗ kia để mình có được một bức ảnh như ý mình muốn. Và cuối cùng đó là về giá bán, thì sản phẩm hiện tại có mức giá là 6.290.000 đồng.
Vậy thì các bạn nghĩ là với mức giá là 6.290.000 đồng thì các bạn có sở hữu Honor Genius hay không? Hay là sẽ sở hữu những sản phẩm nào khác thì hãy để lại những cái tên ở dưới phần bình luận cho mình được biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.